chào các bạn, mình đang có mặt tại tuyến đường Cao Văn Lầu nha. Đây là các bạn hướng dẫn, các bạn thấy không? Từ đây ra Bà Nam Hải là 2 km, đi về chùa Sim Cán là 7 km và đi về Gành Hào là 40 km. Thì ở bản này thì sẽ hướng dẫn các bạn cách đi. Thì hôm nay cái video này mình sẽ đi về chùa Sim Cán và đi ra cánh đồng Điện Gió để mình hướng dẫn các bạn, có thể hướng dẫn cho các bạn cách đi ra Điện Gió đối với các những bạn mà chưa biết nha. Thì đây cũng là yêu cầu của một bạn trên kênh của mình, khi bạn đã yêu cầu mình khá là lâu rồi, hôm nay mình mới có thời gian để mình quay để chia sẻ. Ok, bây giờ mình sẽ xuất phát, mình sẽ chạy tới cái dòng xoay phía trước và mình sẽ quẹo tay trái nha các bạn. Phía trước các bạn nếu mà đi thẳng luôn á sẽ đi qua cái cầu Trường Sơn nha. Thì từ cầu Trường Sơn đi ra Mẹ Nam Hải là khoảng 2 km nha. Còn nếu mà các bạn quẹo tay phải thì sẽ đi qua cầu Nhà Mát và sẽ đi về Gành Hào. Chỗ này là trung tâm của ủy ban, trung tâm của phường Nhà Mát nha các bạn. Phía bên tay trái các bạn là miếu Cá Ông nha, Phước Hải Cổ Miếu, và kế bên là trường tiểu học Trần Quốc Toản nha các bạn. Trên tuyến đường này thì sẽ có khá nhiều cái địa điểm tham quan cho các bạn có thể ghé vào để tham quan, giống như là tham quan vườn nhãn cổ của Bạc Liêu, hay là ghé vào ăn bánh xèo, nổi bật nhất là quán bánh xèo A Mặt. Trên tuyến đường này thì có khá nhiều cái quán bánh xèo nhưng mà nổi tiếng và được nhiều người biết đến là bánh xèo A Mặt nha các bạn. Đi sâu hơn về phía trước thì các bạn có thể ghé vào tham quan cụ sồi 300 năm tuổi, một di tích lịch sử của tỉnh Bạc Liêu. Và sau đó các bạn sẽ đến với chùa Sim Cán, một ngôi chùa Khmer đẹp và lộng lẫy nhất miền Tây luôn, tính tới thời buổi hiện nay nha. Sau đó thì các bạn có thể đi về cánh đồng Điện Gió để có thể check in và tham quan chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của cánh đồng Điện Gió của tỉnh Bạc Liêu này. Hiện tại là 4 giờ 13 phút nha các bạn, và trời đã dịu mát, mình thấy ánh nắng đã không còn nữa. Thì cách đây khoảng vài phút thì còn nắng nhưng mà hiện tại thì thấy trời âm u rồi, có mây đen kéo đến các bạn. Mình sợ một chút xíu đây trời sẽ mưa. Đa số lúc này thì Bạc Liêu hay mưa vào buổi chiều nha các bạn, nên khi mà các bạn đến du lịch với Bạc Liêu thì các bạn nên sắp xếp di chuyển cho nó phù hợp với các bạn mà di chuyển bằng xe máy nha. Khi đi thì các bạn nên mang theo áo mưa để phòng bị. Không biết lát xíu đây mình có bị mắc mưa hay không nữa. Thấy trời âm u quá các bạn. Đây là thanh nhãn Bạc Liêu nha, cây giống thương hiệu. Chỗ đó bán cây giống nha các bạn. Đây là nhà trọ Mỹ Xuyên 5. Trời khá là mưa ha, và có gió thổi khá là nhiều. Có thể trời sẽ mưa. Mình không biết thực hiện kịp cái video này ra tới Điện Gió hay không ha, khi mà trời kéo mây đen quá trời luôn. Phía trước là bánh xèo 99 Quy Nhanh.
có một việc khá là buồn. Lần trước mình đã đi quay cái tuyến đường này rồi. Lúc đó ngay cái đợt Tết Chôn Chăm Thơ Mây của người Khmer. À đây là bánh xèo Samốt nha các bạn. Lúc đó mình đi quay sau đó về mình coi lại thì bị mất cái phần âm thanh, bị lỗi âm thanh. Nên bắt buộc phải quay lại các bạn. Đây là bánh xèo A Mập nha, bánh xèo nổi tiếng của Bạc Liêu. Đã khá lâu rồi mình không có quay những cái video theo yêu cầu của các bạn. Khi đi quay toàn bị lỗi không, bắt buộc phải quay lại. Nhưng mà thời gian của mình thì cũng khá là eo hẹp nha các bạn. Đây là nhà thờ Thánh Tâm nha các bạn. Nhà thờ này mới được xây dựng cách đây chừng 1-2 năm thôi. Trời đã trở nên tối hơn, mây đen kéo đến này, không biết yêu quái có xuất hiện hay không. Đây là Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thành các bạn, ấp Dòng Nhãn. Đây là nhà nghỉ và quán ăn Minh Khánh 2, cũng có bán bánh xèo luôn. Có thể chút xíu mình sẽ bị mắc mưa, tại trời đã tối dữ luôn các bạn, tối thui luôn. Đây là cửa hàng xăng dầu số 2. Đây là Hưng Thanh Tự các bạn, đang sửa chữa. Từ đây đến chùa Sâm Kén còn 4 km nữa các bạn. Thành ra công cốc luôn các bạn. Hồi nãy mình đi quay xã Trạch Đông theo yêu cầu của một bạn, bạn yêu cầu mình khá lâu, giờ có thời gian để quay lại thì bây giờ để bị xóa mắt rồi, tiếc ơi là tiếc luôn, thì mong bạn thông cảm nha. Lấy đồ vô. Còn 3 cây số nó sẽ tới chùa Chim Cán nha các bạn. Thì mình sẽ đảo một vòng để chia sẻ hình ảnh phía trong của chùa Sâm Kén cho các bạn xem. Ở những video trước thì mình đã có chia sẻ hình ảnh của chùa Sâm Kén khá là nhiều rồi. Nếu các bạn nào muốn xem chi tiết hơn thì hãy xem trên kênh
hay là ở trên góc phải của màn hình mình sẽ chia sẻ cái link ở đó, các bạn hãy click vào đó để mà xem nha. Sắp tới đây sẽ có lễ hội tại Mẹ Nam Hải, sẽ diễn ra vào 3 ngày. Theo mình biết là từ ngày 23 cho tới ngày 25. Thì lúc ấy mình sẽ chia sẻ những hình ảnh tại Mẹ Nam Hải cho các bạn xem. Thường những ngày này thì rất đông Phật tử ở khắp mọi nơi trở về để thắp hương và cúng vái Mẹ Nam Hải nha. Để đi ra cánh đồng Đen Gió thì các bạn có thể đi hai đường. Nhất nước là đường từ Mẹ Nam Hải, các bạn sẽ đi theo con đường ven biển, sẽ đi thẳng tới cánh đồng Đen Gió luôn. Và thứ hai là các bạn đang đi theo cái con đường mình đang đi, là đi theo hướng chùa Sinh Cán nha. Còn 2 cây số nữa các bạn. Phía trước có bánh xèo Kim Loan và bánh xe Cô Nhân. Hai quán này chắc mới, tại lúc trước mình đi thì mình không có thấy, mình đã gớt hộp mưa rồi các bạn, xui quá. Hôm qua thì không có mưa, nhưng mà bữa nay lại mưa. Đây là các bạn chỉ dẫn đi vào cây sồi nè các bạn. Thì cây sồi này nếu mà các bạn đi vào tay trái thì sẽ cách 170m, còn đi về chùa Sinh Cán thì sẽ 2km. Phía đây thì các bạn có thể nhìn thấy được cánh đồng Điện Gió kìa, rất là xa, những cánh quạt rất là lớn. Ok, bây giờ mình sẽ đi thẳng tới chánh chùa Sinh Cán luôn nha các bạn. Đây là cái cổng để đi vào cây sồi 300 năm tuổi. Còn 2 cây số nữa sẽ tới chùa Sâm Cán nha các bạn. Thì từ chùa Sâm Cán đó các bạn có thể quẹo tay phải để đi thẳng ra cánh đồng Điện Gió luôn. Tuy nhiên thì có thể đi tới chùa Sâm Cán mình sẽ dừng lại để mình xem tình hình có mưa hay không. Đây là trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ. Mình sợ đi ra đó mắc mưa. Cán còn cách 1 cây nữa các bạn, 1 cây số nữa thôi. Phía bên tay phải các bạn kìa, có Sim Cán, Huyền Thiên Thượng Đế, chùa Ông Bổng. Đây các bạn. Đó, chùa Ông Bổng sẽ đi vào đây. Đây là ấp văn hóa biển Tây A. Video hôm nay sẽ khá là dài nha, tại mình đi nguyên cái tuyến đường luôn.
trường mẫu giáo Vàng Anh nha các bạn. Hôm nay là chủ nhật nên các em sẽ được nghỉ học. Tới Vĩnh Trạch Đông nha các bạn. Đi trước là chùa Xin Cán nha. Hôm trước mình đã có chia sẻ một số hình ảnh về Tết Chôn Chăm Thơ Mây tại chùa Xin Cán, khá là đông. Và đây là thuộc ấp Điển Đông B. Ok, mình sẽ quẹo vào chùa Xin Cán để chia sẻ những hình ảnh phía bên trong. Hôm nay thì không biết có gì bên trong hay không nha. Ồ, có cái gì khá đông các bạn. Ừ, đúng rồi. À, quay phim. Bữa nay cái gì lễ gì con? Lễ không biết. Không biết à? Không biết. Người lớn đây á. À. Lễ không biết. À, người lớn á. Đây. Đứa không biết tiêu nhá. Rất là hên của mà. Mình đi ngay lúc có một cái lễ gì ở chùa nè. Chào các bạn, chùa Xin Cán đang có lễ mừng Vê Sát và khánh thành 4 phòng học giáo lý. Mình vừa mới quay được một số cảnh ở trong chùa Xin Cán thì tối nay mình sẽ chia sẻ luôn những hình ảnh đó. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi đến Điện Gió Bạc Liêu nha. Hiện tại thì đang là 5:32. Các bạn đang nhìn thấy nè, đây là mình vừa mới đi ra khỏi cổng của chùa Xin Cán. Thì chỗ này các bạn sẽ quẹo tay phải nè, mình sẽ đi ra Điện Gió chỗ này. Chỗ chiếc xe đang đi ra các bạn. Đó là đường Tạ Thị Hai, dòng nhãn Gò Cát, mình sẽ quẹo tay phải. Mình sẽ đi qua cây cầu này các bạn. Phía bên cầu các bạn đang nhìn thấy là chợ Vĩnh Trạch Đông nha. Các bạn đang nhìn thấy trăng luôn các bạn. Mây kéo tới là nhiều nhưng mà chưa không có mưa. Ở đây là Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Trạch Đông. Đây là trường tiểu học Ngô Quyền nha các bạn. Nhìn từ phía xa thì các bạn có thể nhìn thấy được những cánh tua bin điện gió khá là lớn đang quay. Các bạn đang nhìn thấy không? Đó. Và mây rất là nhiều. Mây đen rất là nhiều.
cơ khí chế tạo và lắp đặt kết cấu thép Phương Nam. Hôm nay thật là hên, mình đi quay cái video này cái đi ngang chùa Sim Cán thì có lễ nên mình có thêm một cái video để chia sẻ với các bạn luôn. Thì video về mừng lễ mình sẽ chia sẻ trước, còn cái video mình cái quãng đường mình đi từ đường Cao Văn Lầu tới cánh đồng biển gió mình sẽ chia sẻ sau. Thường á mấy sự kiện mà diễn ra tại Bạc Liêu á mình sẽ chia sẻ trước để cho các bạn có thể được xem được những hình ảnh mới nhất, sớm nhất tại về những cái sự kiện đó tại Bạc Liêu nha. Các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều cánh quạt tua bin đang hoạt động, có một số thì ngưng lại, có thể đang bảo trì sửa chữa các bạn. Ở xung quanh hai bên đường thì có rất nhiều cái ao tôm công nghiệp, thì ở đây người ta nuôi theo kiểu là nuôi ao bạc nha các bạn, khá là nhiều ha. Đó các bạn có thể nhìn thấy đó, những cái ao bạc màu đen được chảy cao su màu đen và che trắng. Thường thì nuôi theo kiểu ao bạc thì cái xác suất thành công khoảng 98-99% các bạn, tại nó không có kiểu như không có bệnh tật, nói chung là an toàn đó, nên xác suất thành công khá là cao. Tuy nhiên thì cái vốn để đầu tư cho những cái ao bạc này khá là cao nha các bạn, nên không phải ai cũng có thể có cái số vốn để có thể đầu tư được những cái ao bạc này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều ao bạc đang chuẩn bị để thả tôm xuống. Mình đã gắt gầm với điện gió rồi nha các bạn, phía trước các bạn là sẽ tới cái cổng để đi vào điện gió. Thì mỗi một du khách mà khi đi vào điện gió thì sẽ phải mua vé với giá vé là 30.000 đồng một người. Hôm nay thì mình sẽ không đi vào điện gió nha, mình sẽ đi tới hướng dẫn các bạn cách đi tới điện gió thôi. Mình sẽ đi phía bên ngoài nhìn vào cho các bạn xem. Đây là đường Hoàng Sa, cái đường cập bờ biển này là đường Hoàng Sa nha các bạn. Thì nếu mà đi thẳng hướng đó thì các bạn sẽ có thể đi tới Mẹ Nam Hải nha. Đi thẳng theo hướng này nè, các bạn có thể đi tới Mẹ Nam Hải. Mình sẽ đi qua đây để cho các bạn chiêm ngưỡng được cái sự rộng lớn của cánh đồng biển gió. Ở đây là cái cổng để đi vào, thì khi mà đi vào thì các bạn sẽ phải mua vé mới vào được. Điểm du lịch biển gió Bạc Liêu cũng có một số du khách đang vào trong. Đi thẳng đường này thì các bạn sẽ có một cái điểm cổng nữa, thì hướng cổng đó sẽ đi được tham quan được một số cái cánh quạt điện gió phía trên đó. Cổng này sẽ tham quan một số cánh đồng điện gió ở trên đây nha. Mình sẽ đứng lại để cho các bạn xem. Các bạn thấy mặt trăng không? À, có mặt trăng luôn. Rất là rộng lớn nha các bạn, những cánh điện gió khá là cao. Ở kia có một cái quạt đã ngừng rồi kìa, có thể là đang sửa chữa. Ok, đến đây thì mình cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu video hữu ích và có thể hướng dẫn các bạn cách đi đến điện gió thì
Nói chung là nếu video hữu ích thì các bạn hãy like và subscribe kênh để theo dõi các video tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.